Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Phù Phúc. Tiếp tục clip giới thiệu máy cũ. Anh em mừng cái máy nào alo cho mình nha. Số điện thoại đặt máy thì 0355 356 356. Quy định mua máy mình thì anh em cũng biết nha. Những mình xin nhắc lại cho những anh em chưa mua máy lần nào, cũng như các bạn chưa bao giờ mua online, thì biết cái quy định là cọc trước cho mình cái gạc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu. Còn những máy trên 1 triệu thì anh em vui lòng cọc 100.000 Viettel nha. Nhắn cho mình 15 chữ số mã thẻ cùng với họ tên địa chỉ thì mình sẽ ship hàng nha anh em. Tiền cọc thì là anh em biết là sao phải cọc tiền không? Thực sự một câu luôn á, là rất nhiều anh em mà đặt hàng cho vui nha. Đặt hàng cho vui là sao? Bây giờ là tiền ship đi ship về của mình á, là đã tốn cho mình gần 70.000 tiền ship nha anh em. Nếu anh em không lấy hàng là mình mất 70.000, mà anh em cọc của mình có 50.000 thôi thì anh em đủ biết rồi. Anh em bơm hàng là mình rất là khổ nha. Nên thực sự anh em mua online thì cũng thương dùng những người bán hàng, mình cũng như các anh em YouTube khác bán. Đó, có nghĩa là anh em thực sự ưng cái máy nào thì cứ alo nha, đặt hàng. Còn cái nào không ưng thì bỏ qua anh em. Chứ đừng đặt hàng mấy công bơm lung tung hết mấy công. Lỗ tiền ship của mình nó thực sự vậy. Anh em cũng trả được cái gì? Mất 50.000 tiền cọc, và mình cũng 50.000 đó mình có ăn được đâu. Shipper lấy hết anh em. Bên vận chuyến người ta cũng trừ tiền hết rồi. Đó, thôi mình nhắc sơ thôi. Clip hôm nay xin giới thiệu anh em. Con máy đầu tiên là con Samsung G720. Samsung G720 màu trắng nha anh em. Bản hàng. Con này ngoại hình thì đẹp keo xà beng luôn. Đẹp tầm 98 tới 99 luôn anh em. Gần như không có xuất sắc nha. Con này nhập về là nguyên zin luôn, đẹp kia. Còn cái tem mạc luôn. Con này là G720 bản hàng. Màn hình 5.5 nha, RAM 1.5, bộ nhớ 16, pin 2.5. Đó, kính này keng xà beng luôn. 1-2 cộng lông mèo nhìn nhỏ thôi anh em, không đáng kể. Rồi, mình sẽ bước lên cho anh em xem. Đó, màn hình cực sáng đẹp nha. G720. Mọi chức năng ok. Chụp hình bao đẹp luôn. Màn hình này sáng rõ cực kỳ. G720. Cấu hình mình báo rồi nha anh em, giá 1.1 triệu nha. Còn là 1.1 triệu. Kèm sạc, dán năng lực cho anh em miễn phí. Tiếp tục là con Samsung J510 Việt Nam, con này Việt Nam. Kính đẹp này. Vỏ sau thay. Vỏ nắp này thay nha anh em, nó như mới luôn này. Đó. Sườn sát nó đẹp hết nha anh em. Màn hình 5.2 nha. RAM 2.16. Pin 3.001. Đó. Máy thì ngoại hình cực đẹp. Nó đang cập nhật phần mềm. Sẽ test cái camera trước. Đó, camera rất nét nha nè. Này mình test cho vui thôi, chứ thực sự là mấy cái chức năng này là mình đã kiểm tra trước rồi. Wi-Fi. Test cho anh em yên tâm khi mua máy. Rồi. J510, máy đẹp như thế này nha. Để anh em giá 1.2 triệu. Con này 1.2 triệu nha anh em. Kèm sạc cái dán lực cho anh em nha. Máy cực đẹp. Tiếp theo là có con J400, nó bể kính này nè. Con này bể kính nha, đẩy dán cái lực ngoài đây, bể bên góc đây. Đây, xài cũng còn ok, không có đề hết ha. Mình chưa có thay thế hết. Lo nó hơi rì rì con này, bán rì nha, nhanh cho anh em xài thôi. Camera còn chụp rất nét nha. Màn hình 5.5 nha, RAM 2.16, pin 3.000. Sẽ sell rì con này cho anh em. Anh em nào về xài chữa cháy nha. Đó, wifi các kiểu. Lo hơi rì rì tí nha anh em. Giá 720k. Kèm sạc cho anh em đầy đủ. Tiếp theo là con J710 Samsung bản hàng. Ngoại hình kính keng xà beng luôn. Kính là đẹp keng. Vỏ sau này anh em thấy không có xuất sắc máy nha. Con này màn hình 5.5 nha. RAM 2.16, pin 3.300. Cấu hình này mình có đọc hết cho anh em rồi. Máy thì ngoại hình cực đẹp. Đó, nét căng luôn. Mọi chức năng về cấu hình máy là ok hết. Rebay nha anh em. Rebay nè. Wi-Fi các kiểu ok. Máy đẹp căng luôn anh em. 1550. Để anh em giá 1.550.000. Kèm sạc với dán lực luôn nha.
Mình còn một con Oppo F1S này anh em. Con này thay vò mới căng này. Thay vò mới này, đây miếng nhựa nha. Thay vò mới. Con này RAM 4 bộ nhớ 64. Bản RAM 4 như phải bản RAM 3 nha anh em. Đây là RAM 4 nha. 464 F1S màn hình 5.5 inch. Pin 3075, gần 3001. Thay rồi mới đẹp căng luôn. Đó, máy thì không có xuất sắc anh nha, kính này. Kính căng như mới luôn. Mọi chức năng thì khỏi phải chê, khỏi bàn cãi anh em. Quá đẹp. F1S chip loại 8 RAM 464. Con này để anh em giá 1690 nha. 1690 kèm sạc với giá ngân lực cho anh em đầy đủ. Trước khi gửi máy, máy thì đẹp như mình quay đây, không có gì phải lăn tăn nha anh em. Tiếp theo là em Xiaomi A2 anh em. Đây. Xiaomi A2. Kính thì 12 cộng lông mèo nhẹ. Máy riêng nguyên. Đó. Lưng sao có nhâm nhâm vô sạp lưng. RAM 332, màn hình 5.9. Pin 3000. Máy thì đẹp như clip nha. Màn hình sáng đẹp. Mọi chức năng hoàn hảo. Xiaomi anh em biết rồi, xài rất là mượt nha. Nói về máy này cho game thì Xiaomi là khỏi phải chê rồi. Rồi, con này giá 1750. 1750 nha anh em, kèm sạc với giá ngân lực cho anh em luôn. Samsung Rebellus Việt Nam. Con này màn thay. Màn thay mới rồi anh em. Vỏ sao thì có xuất sắc như vậy đó, như clip đó ha. Rebellus RAM 4 bộ nhớ 32. Màn hình 5.5 inch, pin 3000. Đó. Đó, thay mới rồi, màn hình rất là nét đẹp luôn. Rebellus mới ra, Rebellus RAM 4 bộ nhớ 32GB. Camera cực nét. Con này để anh em giá 1750. 1750 kèm sạc với giá ngân lực cho anh em miễn phí. A600 bản hàng. Con này sườn có một hai vết xước này anh em, đã cắn nhẹ nha. Bản hàng nha anh em, là 3 bộ nhớ 32. Màn hình 5.6, pin 3000. Kính đẹp. Sườn thì có xước xước nhẹ nhẹ, kính đẹp anh em, máy riêng nguyên. Anh em cứ coi kỹ nha. Đó, cam rất đẹp. Nói chung mấy con máy này riêng là ok luôn. Bên mình thì mình có hỗ trợ chạy phần mềm miễn phí cho máy dòng Samsung. Nếu anh em mua bên mình nha, bị lỗi thí dụ như dính tài khoản Google hoặc là lỗi phần mềm, mình sẽ hỗ trợ nạp phần mềm miễn phí cho anh em. Anh em mua của mình thì yên tâm vấn đề phần mềm nha, bảo hành trọn đời cho anh em luôn. Anh em nào mà trục trặc cái gì cứ gửi cho mình là mình sẽ hỗ trợ miễn phí cho anh em. Đó. Con này để anh em giá của nó là 1850. 1850 kèm sạc với dán cường lực miễn phí cho anh em. Rồi, tất cả các máy Samsung bán ra là hoặc là Oppo, Vivo, Realme trong kênh mình nha anh em. Tất cả các máy mình bán ra thì vấn đề mà anh em bị lỗi phần mềm Google, anh em cứ alo cho mình nha, gửi cho mình thì mình sẽ hỗ trợ chạy miễn phí cho anh em nha. Hỗ trợ cho anh em mua máy bên mình. Ok nha. Tiếp theo là con Samsung J737 bán hàng. Con này RAM 3 bộ nhớ 32 anh em. Màn hình 5.5 inch, pin 3300. Đó, ngoại hình thì đẹp tầm 98. Đó, kính rất đẹp anh em. Ngoại hình đẹp tầm 98 nha anh em. Mọi chức năng là ok hết. J737 RAM 332 để anh em giá 1950. 1950 kèm sạc với giá ngân lực cho anh em luôn nha. Ok. Tiếp theo là em J7 Pro Việt Nam 2 sim. Vỏ thay, màn thay. Con này vỏ thay mới, màn thay mới. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo luôn. Không có vấn đề phải âu lo con này. Chức năng ok luôn anh em, camera trước sau là rõ nét nha. J7 Pro RAM 3 bộ nhớ 32 nha anh em. Màn hình thì 5.5 inch, pin 3600.
Ribeiro thì nói chức năng này nó y như vậy nha, mọi chức năng ok hết, cấu hình thì mà nó đập trong clip rồi nha anh em. Con này để anh em giá 1750, như máy mới luôn, như máy mới luôn đó. Anh em cần thì alo cho mình nha. Tiếp theo cho anh em là một em Samsung A21s này nè, con này có cái ốp lưng kèm cho anh em luôn nè đó. Máy thì đã dán keo mới can luôn, dán keo mặt sau mặt trước đã dán cường lực, máy đẹp tầm 98 tới 99 nha. A21s bản RAM 6 bộ nhớ 64 chứ không phải RAM 3 nha anh em, con này là bản RAM 6 nha, RAM 6 bộ nhớ 64, màn hình 6.5 inch, pin 5000, máy thì đẹp như mình quay, camera giống y camera của iPhone 11 anh em. Nét đẹp ha. A21s. Phải, nói chung là chức năng ok. Bảo hành còn dài con máy này. Rồi, ra đi nhanh cho anh em luôn, giá 3950. 3950 kèm sạc giá lần nha. Cái bảng RAM 6 bộ nhớ 64 cho anh em chứ không phải RAM 3 nha, anh em lưu ý nha. RAM 6GB. Tiếp theo là con Oppo F9. Máy nguyên zin, đại dán keo nguyên máy, đẹp keo luôn. Kính đẹp keo, đại dán cái lực. Con này RAM 4 bộ nhớ 64. Màn hình con này là 6.3 inch, pin con này là 3500. Đây, con sẽ cho anh em coi cấu hình. RAM 4 64, chip loại 8. Oppo F1S. Quên, Oppo F9, sorry anh em, con này là F9, như F1S rất quen miệng. Chụp hình thì cực nét nha anh em, con F9 này, này anh em khỏi phải yên tâm cả camera nha. Đó, quá nét. Oppo F9, con này để anh em giá 2650, 2650 máy riêng nha. 2.650.000. Rồi, clip này chắc xin tạm dừng ở đây đi. Thằng ấy chào anh em, chúc anh em có sức khỏe thành công nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất từ kênh của mình. Thằng ấy chào anh em, hẹn gặp lại ở clip ngày mai.